Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay tự nhiên buồn cái muốn ráp một cái hồ kiến thiệt là bự để nuôi một con gì đó cho nó vui. Và suy nghĩ là làm mình gọi điện cho anh Vinh hay làm hồ kiến cho mình. Thì sau khi gọi điện cũng đã chốt kích thước và kiến gọi là 8 ly cường lực. Thì ảnh cũng đã đem kiến qua rồi nè các bạn nha. Kiến thì rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ anh Vinh qua để anh ráp cái hồ này. Và anh Vinh đã qua tới rồi. Sau khi chèo kéo năn nỉ anh Vinh qua lẹ ráp giùm em cái hồ thì anh cũng đã chịu qua. Tại vì anh mắc kẹt đưa đón con ảnh. Thì hai chú cháu ráp hồ rất là hăng say, ráp cho mình một cái hồ vô cùng đẹp các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ hai thì cái hồ này nó đã cứng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán đề can cho nó. Thì đề can mình lựa chọn là đề can màu trắng các bạn nha. Thì lúc đầu mình tính sử dụng đề can màu đen, nhưng mà mình lại quay ra lựa chọn đề can màu trắng mình dán. Màu trắng nhìn nó sạch hơn. Đây, để cho nhiều bạn thắc mắc, đây là cái hồ của mình là full kiến 8 ly cường lực các bạn nha. Thì cái kiến cường lực thì nó sẽ mắc hơn cái kiến thường chút xíu thôi à. Chứ nó không có mắc hơn, không mắc hơn nhiều, nhưng mà được cái là cái hồ kiến mình nó sẽ chắc chắn hơn. Và đây là cái hút mặt, hút đáy mà mình đã có hướng dẫn cho các bạn trong video cũng khá lâu rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cái này. Thì cái này là cái đồ để vừa hút mặt vừa hút đáy, có nghĩa là khi mà nước nó lên, mực nước tới trên đây thì nó sẽ tràn ra. Nhưng mà thay vì nó tràn ra trên lõi trên đây thì nó sẽ hút cái nước ở dưới đáy trên này, nó đổ vô trong đây, nó tràn ra ngoài, nó tràn xuống bộ lọc. Còn khi nào mà nước nó bị gọi là nó bị quá nhiều, nó sẽ tràn lên cái lỗ này để nó chảy cho kịp các bạn nha. Nó đơn giản như thế. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán cái mặt sau này màu trắng lên. Vừa rồi mình đã set up cái hệ lọc của mình ha các bạn ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ giải thích cho các bạn cái hệ lọc của mình. Thì ngăn đầu tiên sẽ là chổi, ngăn tiếp theo sẽ là canet, ngăn thứ ba sẽ là G-mat, và ngăn cuối cùng sẽ là ngăn bơm và đèn UV. Thì sau khi mà ở ngăn bơm nó bơm lên, mình còn một cái hệ thống lọc mưa ở trên nữa, nhưng mà chút hồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Và cái máy bơm trong video này mình sử dụng đó chính là cái máy Biriha 8200 với cái tốc độ bơm nước của nó là 4.500 lít giờ. Nói chung là cái hồ này nó chỉ có 400 mấy chục lít thôi,
nhưng mà mình sử dụng gấp 10 lần lên để mình vừa tăng cái chất lượng lọc cũng như là mình sẽ tạo thổi luồng luôn cho nó, để giúp cho cái con cá nó có một cái dòng nước nó chảy. Và cái đèn UV mình sử dụng ở đây là một cái đèn 13W thôi, mà mình sẽ mở 24/24 luôn để giúp cho nước của chúng ta lúc nào nó cũng trong vắt hết và tiêu diệt vi khuẩn vi sinh ha. Tiêu diệt vi khuẩn vi sinh các bạn nghe hơi lạ không? Tại vì cái đèn này ngoài tính năng tiêu diệt vi khuẩn có hại cho trong nước, nó còn tiêu diệt cả vi sinh nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ chăm vi sinh thường xuyên thì cái lợi khuẩn trong hồ sẽ nhiều, giúp cho con cá chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều các bạn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đưa cái dàn lọc này lên trên cái dưới cái hồ. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dàn lọc mưa tuy là quen thuộc nhưng mà có thể có nhiều bạn chưa biết. Đây là dàn lọc mưa bằng mica các bạn ha, khá là nặng. Và cái dàn lọc mưa ở đây mình lựa chọn đó chính là 90cm thôi. Nó có 3 tầng các bạn ha, nó có 3 tầng thì cái ngăn trên đầu tiên là bỏ gòn trên đây, và hai lớp dưới đây sẽ là hai lớp đá bọt. Có thể là mình sử dụng trong video này là đá lông vũ, còn có nhiều bạn người ta sẽ sử dụng sứ, nói chung là sử dụng cái gì cũng được, không có cần nhất thiết phải là đá lông vũ giống mình. Và tại vì ở đây mình có đá lông vũ thì mình sử dụng đá lông vũ. Và sau đây mình sẽ khui hộp ra cho các bạn xem nó như thế nào các bạn nha. Chúng ta có 5 cái nắp đậy nè, một cái ống để làm mưa. Nhưng mà mình chắc là mình phải làm lại cái ống này, thì cái ống này mình thấy là nó phi nó chỉ có 16 thôi, nó không đủ đáp ứng được cái nhu cầu của cái dàn lọc của mình. Đây. Người ta có cho mình một cái co màu trắng ngọc trinh. Đây là những cái lồng mica mà ở dưới đây người ta đục lỗ CNC rất là đẹp. Đó. Giờ test rồi. Test rồi. Bởi ba cái đầu mica này nó chán như vậy đó. Nhưng mà cũng không sao các bạn ơi. Lấy keo dán lại là xong. Lấy keo dán lại là xong các bạn ha. Test rồi nè, thấy không? Thì đúng bộ của nó, nó sẽ là như này. Đó, 3 tầng. Nó là 3 tầng ha các bạn ha. Gòn đá đá và sau đó sẽ chạy thẳng xuống hồ luôn. Ok. Tiếp theo á, người ta cấp cho mình một cái đế đáy. Một cái đáy đây. Để gác lên thành hồ, cũng như là nó sẽ cho nước chảy xuống hồ luôn nè. Ok, bây giờ lắp ráp thôi nha các bạn nha. We'll be right back.
Hello. Hello, chào bạn. Nay thấy bạn đẹp trai không? Nó tóc quá đẹp. Các bạn hiện bây giờ bọn mình đang đóng cá gửi đi, ship đi Mỹ các bạn nha, Mỹ nữa. Thì cái vàng hồ mình đã vô nước rồi, nhưng mà bây giờ đang bị trục trặc các bạn ơi. Thì đây để mình nói sơ về cái nguyên lý hoạt động của cái hồ của mình làm ha. Thì nước này nó sẽ chảy thông qua cái ống này, hồi nãy mình đã có nói rồi, và nó xuống dưới đây, xuống dưới đây thì qua lớp chổi này lập xong rồi qua tới hộp canet. Thì hộp canet này nó đang hạt mới nên thành ra nó chưa có quay, nó chưa có sôi, nó sẽ sôi lên nhìn đã lắm. Và sau đó là tới một lớp di mát này, này nó hình nó hơi ấy, các bạn thông cảm đó. Qua lớp này xong rồi tới ngăn bơm mà có đèn UV, rồi nó sẽ bơm lên trên đây, nó sẽ bơm lên trên đây. Thì ở đây mình có một cái van này, thì khi mà mình xả ra thì nó sẽ làm là một cái phần máy thổi đáy. Thay vì gắn cái máy thổi đáy mình không gắn, mình sử dụng tận dụng cái lực máy bơm, mình bơm nó đẩy luôn. Và ở đây cái nước của mình nó lên trên một cái ba ki, nó lên trên một cái loại dàn lọc mưa 3 tầng. Thì bây giờ đang bị một cái vấn đề là cái tính toán của mình bị sai. Cái máy bơm này nó khá mạnh, 4,5 khối, nhưng mà cái đường ống của mình đi nó không đủ cái lượng nước để cho cái máy bơm này nó hút. Thì bây giờ phải tìm một cách khác. Bây giờ phải tìm một cách khác là giảm công suất máy bơm lại các bạn. Ngày mai mình sẽ đi mua một cái máy bơm mới. Ở đây mình cũng đã có chế sẵn cái đồ này, mình cũng đã tính toán ra hết rồi. Làm riết quen thì cái rác co này khi mà muốn thay máy bơm là chúng ta tháo rác co này, ta thay máy bơm mới vô là xong, không có cần phải lăn tăng ha. Đó. Đèn UV diệt khuẩn nè. Đây là mình đi đường dây điện, mình đã cố gắng đi đường dây điện cho nó gọn hết mức có thể đó. Ok, bây giờ chờ ngày mai chúng ta sẽ đi thay một cái máy bơm mới các bạn nha. Đó, tiếp tục công việc đóng cá tiếp. Bên mình hiện cung cấp cá bảy màu đi rất là nhiều nước trên thế giới. Điển hình như hả? Ghê à, bán đi cá quay răng luôn ha. Iran, Iraq nữa ha. Hôm nay thì chủ yếu là sức Corex E và Corex thường với phun gon. Đây rồi. Đây. Trong sức đi có một và có khách mua hai cặp HB Retro. Các bạn thấy hai cái vây đã. Ok. Vậy thôi nha. Để ngày mai khi mà làm xong cái hồ thì mình sẽ quay phim lại cho các bạn xem tiếp. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình đã sửa xong cái vàng hồ 2m của mình rồi. Những cái trục trặc mà tối hôm qua mình đã nói với các bạn thì sáng sớm mình cũng đã dậy sớm và mình đã sửa xong rồi, và bây giờ đã chạy rất là trơn tru. Để bây giờ mình lật camera lại, mình khoe các bạn xem coi nó như thế nào các bạn nha. Rồi đây là tổng thể của em nó đây. Ở trên là vàng cá beta. Bên kia là cái hồ cá sấu. Còn cái hồ cá này nuôi con gì thì chưa biết. Ok, bây giờ mình sẽ vào sâu bên trong. Nói chung á là cái hệ thống này của mình làm á là nó cũng còn, nói chung là nó cũng còn khá là amateur, cũng khá là gọi là nghiệp dư chứ không phải gọi là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp nó sẽ phải khác nữa, nhưng mình vẫn đang học. Thì đầu tiên thì xem cái gì trước ta, hơi xem bộ lọc trước đi ha. Thì cái mấu chốt vấn đề chính vẫn là cái cây này. Đây. Mình đã khắc phục cái tình trạng bằng cách là cắt cái ống đi, cắt cái co chữ T đi nè, các bạn thấy chưa? Thì hồi tối hôm qua để cái co chữ T là nó còn cao lên thì nước nó không chảy được, thì bắt đầu nó bị sặc cái hộp lọc, là nó tràn hộp lọc. Nhưng mà bây giờ mình đã cắt đi là nó vừa hút mặt luôn nè, các bạn thấy cái dòng chảy hút mặt nè, và nó vừa hút đáy luôn. Thì sau khi cái dòng nước chảy xuống đây qua cái ngăn chổi lọc này thì bắt đầu nó tràn qua nè, nước nó tràn qua tới ngăn canet nè,
đó. Rồi sau khi cái ngăn canet xong thì nó sẽ tràn qua tới cái ngăn Gmat nè. Thì cái này nó phải đợi 2-3 bữa nữa, khi mà nó ngậm nước thì nó mới bắt chìm xuống và bắt đầu quay. Rất là đẹp của bà ơi. Còn cái này tối hôm qua mình có nói với các bạn là mình sử dụng cái máy bơm công suất hơi lớn chút, là mình đã khắc phục rồi. Tối hôm qua là mình xài cái máy bơm này, là máy bơm Bigha 8200, công suất lọc là 4500 lít giờ, nghĩa là 4,5 khối. Còn cái máy này là cũng Bigha, nhưng mà nó chỉ có 3 khối mốt thôi, chỉ có 3 khối thôi, công suất nhận định chỉ có 3 khối mốt thôi. À, thì cái này đèn UV chứ hồi mình sẽ tắt, thôi giờ tắt luôn. Đây, để được hệ thống đường điện đây đó. Máy bơm oxy để sủi cái hộp canet nè. Đó. Giờ mình tắt đèn thì mình tắt ở trên. Đó. Thấy không? Mình mở đèn, tắt đèn ở trên. Rồi dưới đây là tắt máy lọc, tắt máy oxy. Đơn giản hai nút kịch kịch. Rồi, ok. Thì cái ống này là cái ống dẫn nước đi lên trên hồ. Cái ống dẫn nước đi lên trên hồ thì tối qua mình có nói là nó sẽ chĩa xuống đây để nó thổi vừa thổi luồng vừa thổi đáy dưới đó. Đó, thổi luồng thổi đáy thẳng ở kia. Và tiếp theo là mình có đổi cái dàn mưa. Tối qua mình sử dụng cái dàn mưa, nhưng mà sáng hôm nay mình đi mua, mình đi mua cái dàn lọc tràn ở trên. Tại vì sao? Tại vì cái dàn mưa nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Là cái dàn mưa đó nó thiết kế với công suất lọc ra khá là nhỏ, chỉ 500 lít giờ thôi. Nhưng mà mình muốn cái dàn lọc của mình phải chạy công suất cao hơn, là chạy khoảng cỡ 1-2 khối một giờ thì mình mới mà khi ta các bạn phải biết rằng khi các bạn nuôi cá mà cái công suất lọc các bạn càng nhanh á, là cái hồ nước của các bạn sẽ càng sạch và con cá của các bạn sẽ khỏe hơn. Còn nếu như mà các bạn có máy lọc nhưng mà lọc không đủ công suất thì cuối cùng con cá nó vẫn bị bệnh rồi và nó đai bình thường các bạn ơi. Rồi thì ở đây các bạn, nếu mà các bạn để ý kỹ á, thì các bạn sẽ thấy mình đặt cái lọc ngược. Thì thường ít thấy ai đặt cái lọc vậy, giống vậy lắm, giống như cái đường ống đi lên như này thì người ta sẽ đặt cái gòn ở đây và sau đó người ta cho chạy xuống đây. À, nhưng mà mình lại ngược lại, mình cho đường ống đi lên, mình chạy thẳng tiếp lại đằng đây, mình gòn mình nằm đây rồi mình mới cho chạy ngược lại đây. Tại sao mình lại làm vậy? Tại vì á, cái đằng kia, cái đầu đằng kia là cái đầu để hút phân, hút cặn bẩn, và cái đầu này là đầu, nếu mà các bạn cho chạy xuống đầu này nước sạch thì chạy xuống đây thì coi như là nước nó qua đây lại rất là nhanh. À, nên thành ra cái phản bên đây là nước bị ô nhiễm, nên vì thế mình sẽ đặt ngược là cho nước sạch nó chảy về đây, và sau đó nước nó phải tuần hoàn liên tục xuống tới đây và xuống đây, qua đây, qua đây, vô đây, rồi lại chạy lên trên đây, dòng lên trên đây đó. À, thì đảm bảo các bạn là cái hồ các bạn sẽ rất là sạch và trong. Ok vậy thôi. Rồi thì cái công đoạn cuối cùng đó chính là chăm vi sinh để trước khi thả cá, cũng như là làm cho cái hồ nước chúng ta nó sẽ trong hơn. Thì ở đây mình tin dùng cái sản phẩm BSB Gold, đó là một cái sản phẩm vi sinh giúp trong nước khử mùi tanh, làm cho các bạn cái hồ của các bạn sẽ trong vắt như nước suối. Và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần xịt vào trong hồ thôi. Bây giờ mình sẽ khui cái chai và mình xịt vô trong hồ. Khi các bạn mua về các bạn sử dụng, các bạn nên lắc đều trước khi sử dụng nha. À, càng lắc càng mạnh, lắc đều. Rồi sau đó chúng ta sẽ chăm trực tiếp vào trong hồ nước luôn. Thì cái hồ này mình tính toán khoảng cỡ là 400 lít, thì mình xịt lên quanh đâu đó khoảng cỡ 50 đến 70 lần các bạn nha. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70. Rồi thì nó đâu đó nó tầm khoảng cỡ chung trà đó, cái hồ này nó khoảng cỡ chung trà BB. Rồi sau khi mà các bạn khởi tạo về nước đã trong rồi, thì các bạn thả cá các bạn sẽ xịt y như là vậy cho mình nữa, là xong các nước các bạn nó sẽ trong vắt và không có mùi tanh. Bạn nào muốn mua sản phẩm này các bạn có thể liên hệ lên Shopee bên dưới miêu tả video này, Nguyễn Phát đang bán cái sản phẩm BSB Gold với giá thành cực kỳ rẻ. Xe lá xe mãi vô bà con ơi, hàng chìm tàu vớt và bán rẻ luôn các bạn nha. Ok các bạn nha. Ok, vừa rồi mình cũng đã quay phim quá trình mình làm hoàn thành cái hồ kiến 2 mét của mình như thế nào. Thì nếu như các bạn thấy hay, các bạn có thể cho mình một like và một share. Còn nếu như các bạn thấy thích mình thì các bạn có thể cho mình một cái đăng ký các bạn nha. Và ok, cái hồ này trong tương lai mình sẽ thả cá, nhưng mà cá gì thì mình chưa tiết lộ trong video này. Nếu như các bạn muốn biết cái cá gì trong cái hồ này thì các bạn hãy bấm vào đăng ký để theo dõi cái video kế tiếp của mình.
Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.